Thầy xin chào tất cả các em, các thành viên của lớp thi viên chức y tế. Xin mời các em vào lớp để chúng ta ôn tập các nội dung của các câu hỏi của luật khám bệnh chữa bệnh 209. Buổi học trước thì chúng ta ôn tập đến câu hỏi số 8. Nay chúng ta cùng nhau giải đáp từ câu hỏi số 9 các em nhé. Câu hỏi số 9 có nội dung: anh chị hãy cho biết các quy định về quyền và trách nhiệm của cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo luật khám bệnh chữa bệnh năm 2009. Thì chúng ta cùng trả lời câu hỏi này như sau. Thầy đã trao đổi với các em, chúng ta cần có khái niệm còn về cơ sở khám bệnh chữa bệnh, sau đó thì nó dẫn dắt vào nội dung về quyền trách nhiệm của cơ sở khám bệnh chữa bệnh em nhé. Thì cơ sở khám bệnh chữa bệnh là cơ sở cố định hoặc lưu động đã được cấp giấy phép hoạt động và cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh. Thầy nhớ về khái niệm là cơ sở khám bệnh chữa bệnh là cơ sở cố định hoặc lưu động được cấp giấy phép hoạt động và cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh. Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh phải thực hiện tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Thì trong đó có luật khám bệnh chữa bệnh 2009 đã quy định rõ các nội dung về quyền trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh cụ thể như sau. Nhất về quyền của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thì số lượng thì các em nhớ cho thầy ở đây để chúng ta học nó dễ đúng không? Đó là bốn quyền của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và quyền bao giờ gắn chữ được các em nhé. Quyền thứ nhất đó là quyền được thực hiện các hoạt động khám bệnh chữa bệnh theo quy định của luật này. Luật này sẽ là khám bệnh chữa bệnh 2009. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế được khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe để lao động, học tập, làm việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả khám sức khỏe của mình. Thì chúng ta lưu ý ở đây, quyền thứ nhất của cơ sở khám bệnh chữa bệnh là gắn với việc được thực hiện hoạt động khám bệnh chữa bệnh theo quy định của này. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế được khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe để lao động, học tập, làm việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả khám sức khỏe của mình. Quyền thứ hai của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đó là được từ chối khám bệnh chữa bệnh nếu trong quá trình khám bệnh chữa bệnh mà tiên lượng bệnh vượt quá khả năng hoặc là trái phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động nhưng phải giới thiệu người bệnh đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác để giải quyết. Ta nhớ cái quyền thứ hai, cơ sở khám bệnh chữa bệnh được từ chối khám bệnh chữa bệnh trong quá trình khám bệnh chữa bệnh mà tiên lượng bệnh vượt quá khả năng hoặc trái phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động nhưng phải giới thiệu người bệnh đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác để giải quyết. Trong trường hợp này thì cơ sở khám bệnh chữa bệnh vẫn phải thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu, theo dõi chăm sóc sức khỏe của người bệnh cho đến khi người bệnh được chuyển đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác. Ta nhớ trong trường hợp này thì cơ sở khám bệnh chữa bệnh vẫn phải thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu, theo dõi chăm sóc, điều trị cho người bệnh cho đến khi người bệnh được chuyển đi đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác em nhé. Đây là quyền thứ hai thể hiện rất rõ của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Quyền thứ ba đó là được thu các cái khoản chi phí khám bệnh chữa bệnh theo quy định của pháp luật, được thu các khoản chi phí khám bệnh chữa bệnh theo quy định pháp luật. Quyền thứ tư của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đó là được hưởng chế độ ưu đãi khi thực hiện các hoạt động khám bệnh chữa bệnh theo quy định của pháp luật, được hưởng chế độ ưu đãi khi thực hiện các hoạt động khám bệnh chữa bệnh theo quy định pháp luật. Đó là bốn quyền của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh em nhé. Rất là rõ trong các cái nội dung thực hiện về các quyền của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đúng không ạ? Thực hiện đối với các hoạt động về điều trị khám sức khỏe cho người dân em nhé. Đây là bốn quyền của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Đồng thời với các quyền được hưởng thì các cơ sở khám bệnh phải có những trách nhiệm của mình cụ thể như sau. Chúng ta thấy là 8 trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Thứ nhất là tổ chức việc cấp cứu khám bệnh chữa bệnh kịp thời cho người bệnh. Chúng ta nhớ cái trách nhiệm thứ nhất là tổ chức việc cấp cứu khám bệnh chữa bệnh kịp thời cho người bệnh. Thứ hai là thực hiện quy định về chuyên môn kỹ thuật của các và các quy định khác của pháp luật liên quan, thực hiện các quy định về chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trách nhiệm thứ ba là công khai thời gian làm việc, niêm yết giá dịch vụ và thu đúng giá đã niêm yết, những công khai về thời gian làm việc, niêm yết giá dịch vụ và thu đúng giá đã niêm yết. Trách nhiệm thứ tư của cơ sở khám bệnh chữa bệnh là báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động trong trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoặc người hành nghề là người nước ngoài theo quy định của Bộ trưởng Y tế. Thì trách nhiệm thứ tư của cơ sở khám bệnh chữa bệnh là nhớ từ là báo cáo với cơ quan cấp giấy phép hoạt động trong trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoặc người hành nghề là người nước ngoài theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trách nhiệm thứ năm của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đó là bảo đảm được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề theo quy định của luật này. Nhớ là bảo đảm được thực hiện
các quyền và nghĩa vụ của người bệnh và người hành nghề theo quy định của này. Trách nhiệm thứ 6 của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đó là bảo đảm các điều kiện cần thiết để người hành nghề thực hiện được khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi hoạt động chuyên môn được phép, như bảo đảm các điều kiện cần thiết để người hành nghề được khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi hoạt động chuyên môn được phép. Trách nhiệm thứ 7 là chấp hành quyết định huy động của cơ quan nếu có thẩm quyền trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm. Chấp hành quyết định huy động của cơ quan nếu có thẩm quyền trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm. Trách nhiệm thứ 8 của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đó là trường hợp mà dừng hoạt động, cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm chuyển người bệnh, hồ sơ bệnh án đến các cơ sở khám bệnh chữa bệnh phù hợp và quyết toán chi phí khám bệnh chữa bệnh với người bệnh. Thì chúng ta thấy trách nhiệm thứ 8 thể hiện rất rõ trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh trong trường hợp mà dừng hoạt động. Thì cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm chuyển người bệnh, hồ sơ bệnh án đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh phù hợp và quyết toán chi phí khám bệnh chữa bệnh với người bệnh. Đó là 8 trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, và trước đó ta nắm được 4 quyền của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh em nhé. Vậy trả lời xong cho câu hỏi số 9, thấy ở kết bài đây, trên đây là các nội dung quy định về các quyền và trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh theo luật khám bệnh chữa bệnh năm 2009. Đây là những quy định rất quan trọng, đúng không ạ? Đúng không? Tạo điều kiện cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện tốt các quyền của mình trong việc khám bệnh chữa bệnh, đúng không ạ? Và thực hiện các nhiệm vụ về chuyên môn, thực hiện các khoản về thu kinh phí do phục vụ cho hoạt động tại bệnh viện và hưởng các ưu đãi trong hoạt động nghề nghiệp của mình. Bên cạnh các quyền như vậy thì các bệnh viện cũng, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh cũng phải có những trách nhiệm trong hoạt động điều trị khám bệnh chữa bệnh cấp cứu, đúng không? Thực hiện các nhiệm vụ về chuyên môn, đảm bảo về giờ giấc làm việc, là đảm bảo về các quy định về giấy phép hành nghề, về các quy định của các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định hướng dẫn của luật khám bệnh chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây những nội dung mà chúng ta thấy được thể hiện rất rõ trong khoảng số 9 này. Bao quát chúng ta nhớ cho thầy là 4 quyền của cơ sở khám bệnh chữa bệnh và 8 trách nhiệm của cơ sở khám bệnh chữa bệnh em nhé. Ta bám sát những nội dung được thể hiện rất là rõ trong cái thẩm quyền của mình đó. Thì các em thấy những nội dung nội hàm được quy định đó là như vậy em nhé. Vậy ta đi tiếp với câu hỏi số 9. Với câu hỏi là anh chị hãy cho biết các quy định về việc sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh có điều trị nội trú theo luật khám bệnh chữa bệnh 2009. Chúng ta thấy là các nội dung này được thể hiện về quy định thấy là sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh, thì ta xem cùng nghiên cứu để ta xem là việc sử dụng thuốc trong các cơ sở khám bệnh thì được quy định như nào. Đây một trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh có điều trị nội trú em nhá, thì chúng ta cùng trả lời và ta có sự dẫn dắt phù hợp nhất để trao đổi với các em, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rồi, các cơ sở khám bệnh thực hiện việc điều trị khám bệnh chữa bệnh, đúng không? Chúng ta thấy như thầy đã nói về khái niệm các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, đúng không? Thực hiện các công việc khám bệnh chữa bệnh cho bệnh nhân, đúng không? Tại các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh phải cố định, lưu động, được cấp giấy phép hoạt động, cung cấp các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, tuân thủ theo các cái quy định các công về điều trị cấp cứu, trong và công việc hướng dẫn thiết lập các hồ sơ bệnh án hoặc chỉ định về việc sử dụng thuốc, trong đó có việc các quy định về trong sử dụng thuốc trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh có điều trị nội trú đã được quy định chi tiết trong điều 60, làm cơ sở cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện tuân thủ các nguyên tắc, các yêu cầu cụ thể như sau. Đó thì chúng ta thấy thứ nhất là cái việc mà sử dụng thuốc trong các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh và điều trị nội trú thì phải đảm bảo, ta nhớ về số lượng nguyên tắc là 3 nguyên tắc. Nguyên đầu tiên đó là việc chỉ sử dụng thuốc khi thật sự cần thiết, đúng không ạ? Đúng mục đích, an toàn, hợp lý và hiệu quả. Đây là nguyên tắc đầu tiên. Nguyên tắc thứ hai đó là việc kê đơn thuốc phải phù hợp với việc chẩn đoán bệnh, tình trạng bệnh của người bệnh. Đúng không ạ? Ta thấy là việc kê đơn thuốc thì phải phù hợp với việc chẩn đoán bệnh, tình trạng bệnh của người bệnh. Và nguyên tắc thứ ba là phải đúng quy định về bảo quản rồi cấp phát và sử dụng thuốc, ta thấy rất là rõ ở đây, đúng không ạ? Còn là ba nguyên tắc trong việc sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh và điều trị nội trú. Một là chúng ta nhớ chỉ sử dụng thuốc khi thực sự cần thiết, đúng mục đích, an toàn, đúng không ạ? Hai là kê đơn thuốc là phải phù hợp với chẩn đoán bệnh, tình trạng bệnh của bệnh. Và thứ ba đúng với quy định bảo quản cấp phát và sử dụng thuốc.
Thứ hai, chúng ta thấy là yêu cầu đặt ra khi mà kê đơn thuốc thì người hành nghề phải ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc hoặc bệnh án, thông tin về tên thuốc, hàm lượng, liều lượng, cách dùng và thời gian dùng thuốc. Nhớ khi kê đơn thuốc ấy, thì người hành nghề phải ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc hoặc bệnh án, thông tin về tên thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng và thời gian dùng thuốc. Thứ ba là gắn trách nhiệm của những người cấp phát thuốc. Ta thấy những người được giao nhiệm vụ đấy, thì khi mà cấp phát thuốc cho người bệnh thì người được giao nhiệm vụ cấp phát thuốc phải có những trách nhiệm sau đây, thì chúng ta thấy thể hiện bốn trách nhiệm rất rõ. Một là phải kiểm tra đơn thuốc, phiếu lĩnh thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng, tên thuốc và chất lượng thuốc. Đấy, người được giao nhiệm vụ cấp thuốc phải có trách nhiệm kiểm tra đơn thuốc này, phiếu lĩnh thuốc này, hàm lượng, liều dùng, cách dùng, tên thuốc và chất lượng thuốc. Trách nhiệm thứ hai là đối chiếu với đơn thuốc, với các thông tin về nồng độ, hàm lượng, số lượng khi nhận thuốc và hạn dùng ghi trên phiếu lĩnh thuốc, nhãn thuốc. Đấy là cái việc mà trách nhiệm thể hiện người giao chịu trách nhiệm về việc cấp phát thuốc ấy, đó là đối chiếu với đơn thuốc, với các thông tin về nồng độ, hàm lượng, số lượng khi nhận thuốc và hạn dùng ghi trên phiếu lĩnh thuốc, nhãn thuốc. Trách nhiệm thứ ba của người được giao nhiệm vụ cấp phát thuốc đó là đối chiếu họ tên người bệnh, tên thuốc, dạng thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng, thời gian dùng trước khi cho người bệnh sử dụng thuốc. Đấy là đối chiếu họ tên người bệnh, đúng không ạ? Tên thuốc, dạng thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng, thời gian dùng trước khi cho người bệnh sử dụng thuốc. Trách nhiệm thứ tư là ghi chép đầy đủ thời gian cấp phát thuốc cho người bệnh, theo dõi và ghi diễn biến lâm sàng của người bệnh và hồ sơ bệnh án và phát hiện kịp thời các tai biến cho người hành nghề trực tiếp điều trị. Thì ta thấy là rất là rõ ở đây, ta thấy nội dung được thực hiện trong cái trách nhiệm thứ tư đó là ghi chép đầy đủ thời gian cấp phát thuốc cho người bệnh, theo dõi và ghi diễn biến lâm sàng của người bệnh và hồ sơ bệnh án, phát hiện kịp thời các cái tai biến và báo với người hành nghề trực tiếp điều trị em nhé. Thì ta thấy rất là rõ ở đây trong cái trách nhiệm thứ tư của người được giao nhiệm vụ cấp phát thuốc. Thứ tư là sau khi người bệnh dùng thuốc, người hành nghề trực tiếp điều trị có trách nhiệm theo dõi tác dụng và xử lý kịp thời tai biến do dùng thuốc. Đấy, điều này rất quan trọng. Sau khi mà người bệnh dùng thuốc, người hành nghề trực tiếp điều trị có trách nhiệm theo dõi tác dụng và xử lý kịp thời tai biến do dùng thuốc. Và người bệnh thì có trách nhiệm dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của người hành nghề và thông báo cho người hành nghề về các dấu hiệu bất thường. Đấy, cái này rất quan trọng. Sau khi dùng thuốc thì chúng ta thấy là người bệnh sẽ có trách nhiệm dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của người hành nghề và thông báo cho người hành nghề về các dấu hiệu bất thường sau khi dùng thuốc. Đây là bốn nội dung rất rõ trong quy định về việc sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh có điều trị nội trú em nhé. Chúng ta thấy phần kết bài trong phần này là thấy là trên đây nội dung quy định về việc sử dụng thuốc trong các cơ sở khám bệnh có điều trị nội trú được quy định tại luật khám bệnh chữa bệnh năm 2009. Đây là những quy định rất quan trọng giúp cho các cái cơ sở khám bệnh có điều trị nội trú thực hiện tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo về các yêu cầu khi kê đơn thuốc, đúng không? Trong việc thực hiện các nội dung đầy đủ về tên thuốc và người nhận thuốc, người bệnh lại kiểm tra cấp phát các đơn thuốc, đúng không? Theo đúng quy định hướng dẫn đảm bảo người bệnh sử dụng đúng các loại thuốc có tác dụng kịp thời trong việc điều trị bệnh, đúng không? Thực hiện tuân thủ theo các hướng dẫn người bệnh có trách nhiệm tuân thủ hướng dẫn đường thuốc theo đúng hướng dẫn của người hành nghề, đúng không? Và tuân thủ các quy định trong việc khám chữa bệnh và về sử dụng thuốc trong của luật khám bệnh chữa bệnh 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành kèm nhé. Lại xong trong nội dung trong câu hỏi và rồi chúng ta thấy thực hiện rất rõ với câu hỏi số 10. Ta đi vào câu hỏi số 11. Anh trình bày các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo luật khám bệnh chữa bệnh 2009. Thì chúng ta trả lời câu hỏi này như sau. Thì chúng ta thấy là các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện công tác điều trị cấp cứu, ta thấy đúng không, là môi trường phát tán rất là nhiều các môi trường phát tán các môi trường về vi khuẩn. Như vậy việc kiểm soát việc nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh là rất cần thiết. Trong luật khám bệnh chữa bệnh 2009 đã quy định rõ về cái hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở bệnh viện làm cơ sở cho các cơ sở bệnh viện này ấy, đúng không, thực hiện các biện pháp, đúng không, có trách nhiệm trong việc kiểm soát nhiễm khuẩn đảm bảo an toàn về sức khỏe cho người bệnh, cho đội ngũ hành nghề tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Và cái nội dung quy định cụ thể như sau. Thứ nhất là các biện pháp về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh, thì ta thấy là có 5 biện pháp rất là cụ thể. Phát đầu tiên đó là khử trùng các cái thiết bị y tế, đúng không, môi trường và xử lý chất thải
tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tránh khử trùng các thiết bị y tế, môi trường và xử lý chất thải tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tránh là khử trùng thiết bị y tế, môi trường và xử lý chất thải cơ sở khám bệnh. Thứ hai là phòng hộ cá nhân, vệ sinh cá nhân. Thứ ba là vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ tư là giám sát nhiễm khuẩn. Thứ năm đó là các cái biện pháp về kiểm soát nhiễm khuẩn khác theo quy định của pháp luật. Thì chúng ta thấy 5 biện pháp về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Thứ nhất là khử trùng các thiết bị y tế, môi trường và xử lý chất thải tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Thứ hai là phòng hộ cá nhân, vệ sinh cá nhân. Thứ ba là vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ tư là giám sát nhiễm khuẩn. Và thứ năm là các cái biện pháp nhiễm khuẩn khác theo định pháp luật. Đó là 5 biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh các em nhé. Ý thứ hai đấy là trong hoạt động về kiểm soát nhiễm khuẩn thì thấy các cơ sở khám bệnh phải có những trách nhiệm cụ thể với công tác này như sau. Và thấy có 4 trách nhiệm của cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong việc kiểm soát nhiễm khuẩn. Trách nhiệm đầu tiên là thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh, là 5 biện pháp nêu trên là thấy rồi, để thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Thứ hai là bảo đảm về cơ sở vật chất, thiết bị, trang phục phòng hộ, điều kiện vệ sinh cá nhân cho người làm việc trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh và người khác đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh phù hợp với yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Thì chúng ta thấy là cái trách nhiệm thứ hai của cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong việc kiểm soát nhiễm khuẩn là bảo vệ cơ sở vật chất, thiết bị, trang phục phòng hộ, điều kiện vệ sinh cá nhân cho người làm việc trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh mà người bệnh và người khác đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh phù hợp với yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Thứ ba là thấy về liên quan cái trách nhiệm của cơ sở khám bệnh chữa bệnh đó là tư vấn các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn cho người bệnh và người nhà của người bệnh, nếu tư vấn các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn cho người bệnh và người nhà của người bệnh. Thứ tư là thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn khác theo quy định của pháp luật, thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn khác theo quy định pháp luật. Thì thấy là 4 trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong việc kiểm soát nhiễm khuẩn. Quy định thứ ba trong nội dung này thấy với người làm việc trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh, người bệnh và người khác đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh phải tuân thủ quy định của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn. Như với người làm việc trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh và người khác đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh phải tuân thủ quy định của cơ sở khám bệnh chữa bệnh về kiểm soát nhiễm khuẩn. Thấy 3 nội dung quy định về việc kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh được quy định tại điều 62 của luật khám bệnh chữa bệnh 2009 các em nhé. Các thấy phần cái bài đây trên đây là các nội dung quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh được quy định tại luật khám bệnh chữa bệnh 2009. Đây là những quy định rất quan trọng giúp cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, đúng không ạ, và thực hiện và phải có sự cam kết, đúng không, cũng như là trách nhiệm của mình trong hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám tại cơ sở chữa bệnh của mình, đúng không, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho người làm việc trong cơ sở khám bệnh, rồi người bệnh và người nhà của người bệnh đến thăm khám chữa bệnh điều trị, đúng không, cấp cứu tại cơ sở khám bệnh của mình theo đúng quy định hướng dẫn của luật khám bệnh chữa bệnh 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành các em nhé. Xong nội dung trong câu hỏi đưa ra trong câu hỏi số 11 về kiểm soát quy định kiểm soát nhiễm khuẩn các em nhé. Đi tiếp với câu hỏi số 12 có nội dung như sau. Anh chị ấy cho biết cái trách nhiệm của người hành nghề cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi xảy ra tai biến trong khám bệnh chữa bệnh theo luật khám bệnh chữa bệnh 2009. Chúng ta thấy là liên quan cái phần xử lý này thấy rất là rõ cái việc tai biến thì xảy ra rất là thường xuyên, rồi gắn cái trách nhiệm của các người hành nghề như thế nào, hoặc là trong thì chúng ta sẽ nắm nguyên các những sai sót trong kỹ thuật là có, đúng không? Chúng ta thấy là cái này là thì chúng ta thấy sẽ khi xảy ra như vậy thì chúng thấy là trách nhiệm người hành nghề cơ sở khám bệnh chữa bệnh sẽ xử lý thế nào nhé, trong pháp luật quy định. Thì chúng ta thấy rồi cái việc các cái sai sót trong việc khám chữa bệnh có thể sẽ có thể để diễn ra, đã thấy rồi khác về chuyên môn kỹ thuật đấy, đúng không? Nhưng mà với khi mà có thể do những trường hợp mà có thể thiếu phương tiện kỹ thuật hay liên quan về chuyên môn, đúng không, thông qua cái việc thành lập hội đồng chuyên môn đã thấy rất là rõ để xác định được đó. Thì chúng ta thấy khi mà các xảy ra sai sót như vậy thì gắn với trách nhiệm, phải gắn với trách nhiệm của những người hành nghề của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi xảy ra tai biến trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh đối với bệnh nhân. Thì để luật hóa các quy định này thì luật khám bệnh chữa bệnh 2009 đã đưa ra quy định cụ thể về nội dung này như sau. Đấy, nội dung này như sau, thấy ta không phải nhắc lại, gắn với trách nhiệm nữa, chúng ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Thì trách nhiệm được thể hiện từ của người hành nghề và cơ sở khám bệnh chữa bệnh đó, khi xảy ra tai biến. Thứ nhất là có trường hợp mà xảy ra sai sót về chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh, hoặc là trong trường hợp quy định tại khoản
điểm B khoản 2 điều 73 của luật lần này, thì doanh nghiệp bảo hiểm mà cơ sở khám bệnh chữa bệnh đã mua bảo hiểm sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bệnh theo hợp đồng bảo hiểm đã ký với cơ sở khám bệnh chữa bệnh đó. Thì thấy là với trường hợp đầu tiên thì xảy ra sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh, hoặc là trong hợp quy định tại điểm B khoản 2 điều 73 của luật này, thì doanh nghiệp bảo hiểm và cơ sở khám bệnh chữa bệnh đã mua bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bệnh theo hợp đồng bảo hiểm đã ký với cơ sở khám bệnh chữa bệnh đó. Với trường hợp mà cơ sở khám bệnh chữa bệnh chưa mua bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 điều 78 của luật này thì phải tự bồi thường thiệt hại cho người bệnh theo quy định pháp luật. Chúng ta nhớ là với trường hợp mà cơ sở khám bệnh chữa bệnh chưa mua bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 của điều 78 luật này thì phải tự bồi thường thiệt hại cho người bệnh theo quy định của pháp luật. Thứ hai là ngoài việc bồi thường theo quy định tại khoản 1 điều này, thì các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và người hành nghề có sai sót về chuyên môn kỹ thuật gây ra các cái tai biến cho người bệnh thì phải chịu trách nhiệm về pháp lý khác theo quy định pháp luật. Thế nhưng ngoài cái việc bồi thường nêu trên đúng không, bồi thường theo quy định tại khoản 1 này, thì các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và người hành nghề có sai sót về chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh thì phải chịu các cái trách nhiệm pháp lý khác theo quy định pháp luật. Thứ ba là trường hợp mà xảy ra các tai biến trong khám bệnh chữa bệnh theo quy định tại điểm A khoản 2 điều 73 luật này, thì cơ sở khám bệnh chữa bệnh và người hành nghề không phải bồi thường thiệt hại. Thế nhưng với trường hợp mà xảy ra tai biến trong khám bệnh chữa bệnh theo quy định tại điểm A khoản 2 điều 73 của luật này, thì cơ sở khám bệnh chữa bệnh không phải ta thấy rồi đúng không, và cơ sở khám bệnh và người hành nghề thì không phải bồi thường. Để thấy liên quan đến nội dung về trường hợp điểm A khoản 2 khoản 2 điều 73 ấy, thì chúng ta thấy là rất là rõ, đó là liên quan đến cái phần nội dung mà họ đã thực hiện đúng các quy định về chuyên môn đúng không ạ, kỹ thuật trong quy định khám bệnh nhưng vẫn xảy ra tai biến, thì trong trường hợp này chúng ta thấy là họ không phải cơ sở khám bệnh chữa bệnh và người hành nghề không phải bồi thường thiệt hại các em nhá. Đó là vì họ thực hiện chuyên môn rồi đúng không ạ. Thì đã thấy là ba nội dung trong phần quy định trách nhiệm của người hành nghề cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi xảy ra tai biến trong khám bệnh chữa bệnh. Thì thấy phần kết bài đây trên đây là các nội dung quy định về trách nhiệm của người hành nghề cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi xảy ra tai biến trong khám bệnh chữa bệnh. Thì đây là quy định rất quan trọng đúng không ạ, giúp cho các cơ quan có thẩm quyền xác định rõ các trách nhiệm của người hành nghề và cơ sở khám bệnh khi có xảy ra tai biến, là bảo quyền lợi của người bệnh đúng không? Đấy, nó đảm bảo là an toàn và nâng cao trách nhiệm của những người hành nghề, đồng thời nó cũng quy định bảo vệ những người hành nghề khi mà trường hợp đã thực hiện đúng về chuyên môn nghiệp vụ đúng không? Mà cho trường hợp phải xảy ra tai biến nhưng họ đã thực hiện đúng chuyên môn nghiệp vụ đấy đúng không? Thì nó đảm bảo các quyền bảo vệ cái quyền của người hành nghề cũng như cơ sở không phải bồi thường trong trường hợp mà chúng ta thấy là đã thực hiện theo đúng chuyên môn nghiệp vụ nhưng vẫn để xảy ra tai biến. Chúng ta thấy các quy định pháp luật này nó đảm bảo trách nhiệm pháp lý rõ giữa các bên, các em nhé. Nếu chúng ta sai phạm chúng ta sẽ xử lý. Thế còn chúng ta thấy là họ đã thực hiện đúng các quy định chuyên môn thì chúng ta thấy là họ không phải có trách nhiệm bồi thường, đúng không ạ? Chúng ta lưu ý cái phần trả lời cho câu hỏi số 12 các em nhé. Đó, thì trong buổi chiều nay thầy đã hướng dẫn cho các em 4 câu hỏi, từ câu hỏi số 9 đến câu hỏi số 12, thì rất mong các em dành thời gian để ôn tập thật kỹ, tập trung vào câu hỏi này. Còn từ câu hỏi 13 đến câu hỏi 17 thì sẽ trả lời các em vào buổi học tới các em nhé. Xin cảm ơn các em đã tham dự học chiều nay. Hẹn gặp lại các em học tới. Xin cảm ơn các em rất nhiều. Chào tất cả các em.